Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bicar TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Vui lòng nhấn like và đăng ký để chúng tôi có cơ hội phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp chương trình. So sánh xe Honda Prio 2019 và Toyota Wigo 2019, cuộc chạm trán xe cỡ nhỏ Nhật Bản. Ngày 18 tháng 6, 2019 vừa qua, Honda Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu xe cỡ nhỏ Prio tại thị trường Việt Nam sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, kể từ thời điểm mẫu xe này xuất hiện ở VMS 2018. Trước đó, Toyota Wigo đã có lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt vào thời điểm quý 3 năm 2018 và đã có đủ khoảng thời gian để bắt nhịp với thị trường và chạm trán với các đối thủ mạnh. Cả hai mẫu xe có nguồn gốc từ các thương hiệu Nhật, dường như đã chậm chân tại Việt Nam khi thị trường đã thuộc về hai tên tuổi đến từ Hàn Quốc nhiều năm qua là Hyundai Grand i10 và Kia Morning. Tuy nhiên, sự gia nhập của hai tân binh này mang đến thêm sự lựa chọn chất lượng, cũng như tăng thêm phần sôi động cho phân khúc xe hạng A đối với khách hàng Việt. So sánh về mặt giá cả như sau. Honda Brio bán ra tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, phân phối với hai phiên bản khác nhau gồm 5 mức giá, phân chia theo màu sắc, từ 418 đến 454 triệu đồng. Prio G trắng ngà ghi bạc đỏ giá 418. Prio RS màu trắng ngà ghi bạc vàng 448 triệu đồng. Prio RS màu cam hoặc đỏ 450 triệu đồng. Prio RS 2 màu trắng ngà ghi bạc vàng 452 triệu đồng. Prio 2 màu cam đỏ 454 triệu đồng. Giá bán chi tiết của Toyota Wigo 2019 cũng được nhập khẩu từ Indo bán ra tại Việt Nam với hai phiên bản khác nhau, Wigo 1.2 MT và 1.2 AT giá bán lần lượt 345 và 405 triệu đồng. Sau đây là bảng so sánh giữa Honda Prio 2019 và Toyota Wigo 2019. Honda Prio 2019 chiều dài là 3.801 hoặc 3.817, con số này ở Toyota Wigo là 3 Chiều rộng của hai loại xe này lần lượt là 1.682 và 1.600. Chiều cao 1.487 và 1.495. Chiều dài cơ sở 2.405 và 2.455. Khoảng sáng gồm xe 154 và 160. Kích thước mâm xe 14 inch. Có thể thấy rằng Honda Prio dài nhỉnh hơn khá nhiều về chiều dài tổng thể cũng như chiều rộng xe, trong khi đó Wigo nhỉnh hơn về chiều cao cũng như chiều dài cơ sở. Tiếp theo là phần so sánh về đầu xe của hai mẫu này. Honda Brio 2019 được xem là mẫu xe có ngoại hình bắt mắt nhất phân khúc khi mẫu xe này được tạo hình với ngôn ngữ thiết kế trẻ trung bắt mắt và hết sức thể thao. Phần lưới tản nhiệt được thiết kế có kích thước khá lớn, cản dưới mang hình dáng chung theo dạng lưới tổ ong cho cảm giác mạnh mẽ. Đầu xe của Toyota Wigo vẫn mang nét thiết kế đơn giản an toàn của những chiếc xe Toyota. Cụm lưới tản nhiệt đặc trưng hình thang ngược có kích thước lớn, hốc gió tạo hình giọt nước tích hợp đèn sương mù về thiết kế thân xe, thân xe Brio mạnh mẽ và thể thao với đường gân sắc nét chạy dài từ học bánh xe đến tay nắm cửa phía sau. Trong khi đó, thì thiết kế thân xe của Wigo vẫn mang vẻ đầy đặn an toàn không phá cách thường thấy trên các mẫu xe của Toyota. Cả hai mẫu xe đều có mâm xe mang kiểu thiết kế khá giống nhau, đa chấu dạng xoáy. Tiếp theo là phần so sánh về đuôi xe. Đôi xe Honda Brio mang thiết kế tổng thể đơn giản hơn so với Toyota Wigo. Đôi xe Brio nổi bật với cụm đèn hậu hình chữ C. Cụm đèn hậu của Toyota Wigo 2019 ấn tượng hơn với công nghệ LED và cách bố trí dạng tầng. Brio mạnh mẽ hơn với cản sau có kích thước lớn và có các rãnh thoát gió được bố trí rõ nét. Về nội thất, đầu tiên là về khoang cabin Nhìn chung, không gian nội thất của Wigo được bố trí đơn giản hơn so với Brio. Cả hai mẫu xe đều có bản tắp lô với chất liệu chủ yếu là nhựa. Brio phiên bản RS có phần ấn tượng, với một số đường viền màu đỏ mang đến vẻ cá tính và bắt mắt hơn. Brio phiên bản RS cũng được trang bị một số chi tiết nhựa giả carbon, tạo nên vẻ trẻ trung và không bị đơn điệu như trên cabin của Wigo. Về vô lăng, Vô lăng của Brio 2019 và Wigo 2019 đều là dạng ba chấu tích hợp các nút điều khiển, nhưng chỉ được bố trí một bên, nên tạo ra cảm giác mất cân đối. Vô lăng của Wigo được bọc urethan, trong khi vô lăng của Brio bọc chất liệu nhựa thông thường. Đây có thể nói là điểm trừ của mẫu xe nhà Honda, đặc biệt là trên các phiên bản cao cấp RS. Về ghế ngồi. Cả Honda Brio và Toyota Wigo chỉ được trang bị ghế bọc chất liệu nỉ cả trên các phiên bản cao cấp. Wigo 2019 có trục cơ sở lớn hơn, lên tới 2.455mm, trong khi trục cơ sở của Brio ở mức 2.405mm. Điều này giúp cho không gian để chân của hàng ghế thứ hai trên Wigo sẽ rộng rãi hơn so với Brio. Về tiện nghi, cả Brio và Wigo đều mang trên mình hệ thống điều hòa chỉnh tay và không có trang bị khởi động bằng nút bấm. Màn hình giải trí của Wego có kích thước nhỉnh hơn với 7 inch, còn Brio chỉ có kích thước 6,1 inch. Cả hai mẫu xe có hệ thống giải trí với dàn âm thanh 4 loa và khả năng kết nối AUX, USB, Bluetooth, HDMI. Về trang bị an toàn, là những mẫu xe hạng A giá rẻ nên cả Wego và Brio được trang bị những tính năng an toàn hạn chế. Cả hai mẫu xe chỉ có hai túi khí và không có những hệ thống như cân bằng điện tử hay camera lùi. Brio an toàn hơn với hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD và hệ thống hỗ trợ phanh gấp BA trong khi hai tính năng này không có trên Wigo. Về vận hành, Honda Brio được trang bị khối động cơ 1,2 lít SOHC i-VTEC 4 xi-lanh thẳng hàng, công suất 89 mã lực, mô-men xoắn 110 Nm. Sức mạnh này chỉ đứng sau Vinfast Fadil 98 mã lực, vượt mặt các đối thủ khác trong phân khúc. Tuy nhiên, mẫu xe này chỉ có duy nhất lựa chọn hộp số vô cấp CVT và không có tùy chọn khác. Dưới nắp capo là khối động cơ 4 xi lanh, mã 3NRVE dung tích 1,2 lít, công suất 86 mã lực, mô men xoắn 107 Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Về tổng quát, có thể nói rằng Toyota Wigo thắng thế Honda Rio về mặt giá bán, nhưng lại thua kém về thiết kế bề ngoài cũng như trang bị an toàn trên xe. Wigo là hiện thân của một mẫu xe cỡ nhỏ đô thị giá rẻ thực dụng và tiết kiệm thực sự, trong khi Rio là hiện thân của dòng máu thể thao trẻ trung trên các mẫu xe của Honda. Trên đây là toàn bộ nội dung chính trong chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bicar TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.